Quý vị ạ, như chúng ta đã biết, Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với diện tích 9.596.961 km2, xếp thứ tư thế giới. Dân số hơn 1,4 tỷ người, xếp số 1 thế giới. Trung Quốc là quốc gia có lịch sử, văn hóa lâu đời với các triều đại, các nền văn minh đã có từ rất lâu. Trung Quốc được coi là nền văn minh số 1 thế giới thời cổ đại. Quốc gia này là nơi phát minh ra giấy, thuốc súng, la bàn và kỹ thuật in ấn. Hiện nay, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Với diện tích rộng lớn, trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, cho nên cảnh quan của Trung Quốc rất đa dạng và độc đáo. Từ những khu rừng bát ngát đến những sa mạc hoang vu rộng lớn. Từ những dãy núi cao dài bất tận đến những thành phố văn minh hiện đại bậc nhất thế giới. Từ những bãi biển trải dài thơ mộng đến những đền đài nguy nga lộng lẫy. Tất cả tạo nên vẻ đẹp đa dạng, độc đáo mà ít ở đâu có được. Với diện tích rộng lớn, Trung Quốc có quá nhiều địa danh đẹp và nổi tiếng, không phải ai cũng đi được hết. Để chọn ra đâu là những địa điểm đẹp và nổi tiếng nhất tại Trung Quốc là một điều rất khó khăn và đôi khi còn gây tranh cãi. Dựa trên số lượng du khách khái thăm mỗi năm và sự công nhận là kỳ quan thế giới của tổ chức UNESCO Liên Hợp Quốc, dưới đây là top 10 địa danh đẹp và nổi tiếng nhất Trung Quốc. Hãy cùng Ghế Địa Lý khám phá và tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi đi vào nội dung video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. 10. Tô Châu. Bất cứ ai đi du lịch Trung Quốc cũng không thể bỏ qua địa danh Tô Châu, nơi được mệnh danh là thiên đường chốn hạ giới. Tô Châu là thành phố thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nằm cách Thượng Hải chỉ 30 phút tàu cao tốc. Không chỉ là danh lam thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất, Tô Châu còn là nơi sinh ra nhiều mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền rằng, các cô gái được sinh ra và nuôi dưỡng ở vùng đất thần tiên, nơi hội tụ tinh hoa của đất trời, nên mới có được nhan sắc tuyệt mỹ đến vậy. Tô Châu từ xưa đến nay vẫn luôn tự hào là thành phố của những kênh đào chẳng chịt, với tên gọi Bình Giang Đồ có từ thời nhà Tống. Nơi đây có khoảng 7 kênh đào theo hướng Nam, Bắc và 14 kênh theo hướng Đông, Tây. Chính vì vô cùng nổi tiếng với hệ thống kênh rạch chẳng chịt mà Tô Châu được ví như thành Venice của Trung Quốc. Ngồi trên thuyền thả lỏng mình, an nhiên trôi theo những con kênh lãng mạn là một trải nghiệm tuyệt vời, không gì sánh bằng. Nước kênh ở đây có màu xanh lục, chảy quanh những con kênh nhỏ được lát đá kiên cố và đủ rộng giúp thuyền có thể đi lại dễ dàng. Bên cạnh đó, những chiếc cầu đá bắc ngang các con kênh xinh xắn ở Tô Châu như điểm thêm cho vẻ đẹp nơi đây. Ngoài ra, khi đến với xứ sở thần tiên Tô Châu Trung Quốc, bạn còn được thưởng thức một nền ẩm thực phong phú với vô vàn món ngon hấp dẫn mang hương vị ngọt ngào của cuộc sống như bánh trung thu Tô Châu, món cá chiên truyền thống, cá hấp từ Thái Hồ, chân giò hầm wasan, thịt viên bọc nhân bột hấp, thịt kho tàu. 9. Hàng Châu. Người Trung Quốc có câu, trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng, để ám chỉ vẻ đẹp của Tô Châu và Hàng Châu, thiên đường nơi hạ giới. Cũng chính vì lẽ đó mà Hàng Châu luôn trở thành điểm đến mơ ước của nhiều người. Hàng Châu nằm ở vùng đồng bằng châu thổ sông Trường Giang, thuộc phủ của tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải 180 km về phía Tây Bắc. Hàng Châu là một trong những thành phố nổi tiếng và thịnh vượng nhất ở Trung Quốc. Nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch. Trong những năm gần đây, Hàng Châu đang trở thành điểm đến hấp dẫn đông đảo du khách quốc tế. Nằm ở phía tây của Hàng Châu, Tây Hồ được xem là hồ đẹp nhất ở Trung Quốc, khi xung quanh phần lớn là khu phố cổ nhất của thành phố và các ngọn đồi, bất cứ ai cũng không thể bỏ qua khi du lịch Hàng Châu. Được nhắc đến với hai nhà thơ nổi tiếng là Lý Bạch và Tô Đông Pha, Tây Hồ không chỉ là hồ nước cung cấp nước cho người dân, mà còn là nơi lưu giữ những câu chuyện được lưu truyền cho đến ngày nay như ca kỹ Tô Tiểu Tiểu, Nhạc Phi, Võ Tòng. Đặc biệt khi du khách đến Tây Hồ vào buổi sáng sớm để tránh đám đông gây tắc nghẽn, sẽ tận hưởng không khí thanh bình cùng hòa mình vào những động tác thái cực quyền của các vị cao niên tại hồ. Tiếp theo là làng Long Tỉnh, thiên đường của trà. Làng Long Tỉnh cách Tây Hồ 3 km về phía Tây Nam,
nên du khách có thể tham quan cả hai khu vực này cùng lúc. Ngôi làng đẹp như tranh khi nằm giữa một vùng nông thôn đẹp của Trung Quốc. Du khách đến đây sẽ có cơ hội thử các loại trà truyền thống ở nguồn, hương vị độc đáo, đến thăm làng và nhiều đồn điền trồng trà, nhà máy chè để khám phá công đoạn sản xuất chè và đóng gói. Khung cảnh xanh tươi, tươi tốt xung quanh ngôi làng trên những ngọn đồi phía tây nam Tây Hồ tạo nên một sự phá cách tuyệt vời giúp du khách thoát khỏi sự nhộn nhịp của Hàng Châu. 8. Quế Lâm. Quế Lâm nằm ở phía đông bắc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, là một thành phố du lịch và lịch sử văn hóa nổi tiếng được mệnh danh là nơi non nước nhất thiên hạ. Quế Lâm là một trong những thành phố cổ kính, người dân sống nhẹ nhàng, hiếu khách bậc nhất Trung Quốc. Đến với Quế Lâm, bạn sẽ có cơ hội khám phá những phong cảnh bậc nhất của Trung Quốc. Đây là con sông biểu tượng của Quế Lâm, tên gọi sông Ly, bắt nguồn từ hình dáng con voi đang vươn vòi xuống sông Ly uống nước. Đến với Quế Lâm, bạn chắc chắn không thể bỏ qua con sông nổi tiếng này. Nước sông trong xanh, có thể nhìn thấy cả những đàn cá đang tung tăng bơi lội. Hai bên bờ sông, quang cảnh bình yên và tươi đẹp. Đi thuyền dạo chơi trên sông, đó chính là một thú vui tao nhã. Bạn sẽ có chuyến đi du lịch sông nước, giúp bạn thư giãn và nghỉ ngơi. Đây là công viên Thất Tinh, công viên nổi tiếng bậc nhất ở Quế Lâm. Công viên này gây ấn tượng với du khách bởi quần thể núi đá, các di tích lịch sử nổi tiếng, đặc biệt hệ sinh thái đa dạng, phong phú với vô vàn loài động thực vật. Đến với Quế Lâm, bạn sẽ có cơ hội khám phá công viên độc đáo và kỳ thú này. Phố Tây không chỉ là con phố lâu đời nhất lịch sử Trung Quốc, mà còn là địa điểm vui chơi khi đêm xuống. Phố xá nhộn nhịp, náo nức, cuộc sống về đêm ở đây vô cùng bận rộn, người người qua lại như mắc cửi. Bạn sẽ choáng ngợp với hàng trăm những cửa hàng bán đủ mọi loại hàng hóa, từ đồ lưu niệm đến những món ăn đặc sản, tất cả tạo nên một con phố bận rộn. Đây chính là điểm đến thú vị mà rất nhiều du khách yêu thích ở Quế Lâm. Thành Đô. Thành Đô là một thành phố lớn nằm ở Tây Nam Trung Quốc, thuộc phủ tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố thuộc tỉnh đông dân thứ 5 Trung Quốc. Nơi đây không chỉ là trung tâm giao thương quan trọng, mà còn là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất cả nước. Thành phố Thành Đô có lịch sử lên đến 4.000 năm từ nền văn hóa Kim Sa. Nơi đây được mệnh danh là đất nước thiên đường, trái tim của Tứ Xuyên, nhờ vẻ đẹp cổ kính, xen lẫn hiện đại cùng với nền văn hóa lâu đời, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch ghé đến mỗi năm. Một địa điểm nổi tiếng ở Thành Đô phải nói đến khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô. Khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô Trung Quốc là nơi nuôi dưỡng những quốc bảo của cả nước. Ở đây có điều đặc biệt hơn so với những vườn thú khác là các bạn sẽ được ôm và cho gấu trúc ăn, cho gấu trúc con uống sữa. Ngắm những chú gấu trúc Thành Đô tinh nghịch cũng là một thú vui thư giãn không thể thiếu khi đến đây. Du khách đến đây có thể chơi với gấu trúc và chụp ảnh với những chú gấu trúc panda. Chính vì vậy, nơi đây thu hút rất nhiều khách đến ghé thăm. Đây là đền Vũ Hầu, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Thành Đô. Đây là quần thể gồm đền thờ và mộ Lưu Bị cùng với Khổng Minh, nhà chiến lược quân sự tài ba của Trung Quốc. Nếu như bạn là fan của Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhất định không thể bỏ qua địa điểm này. Hầu như các du khách đến với Thành Đô đều đến Vũ Hầu Tự ít nhất một lần để chào cụ và xin cụ phù hộ cho chuyến đi thuận lợi. Nơi đây gồm nhiều di tích mang tính văn hóa lịch sử. Ngoài ra, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp và khí hậu dễ chịu, mát mẻ quanh năm. Nếu bạn tới Thành Đô mà chưa thưởng thức các món ăn nổi tiếng tại đây thì quả thật là một điều thiếu sót lớn. Một trong những món ăn nổi tiếng ở Thành Đô phải nói đến món sủi cảo. Sủi cảo ở Thành Đô nổi bật bởi vỏ bánh mỏng và được làm từ các nguyên liệu tươi cùng hương vị đặc biệt thơm ngon. Có hai loại là sủi cảo cay với nước sốt cay, mặn ngọt và sủi cảo súp được ăn chung với mì. Cả hai loại đều đem đến cho thực khách cảm nhận riêng, đơn giản, thơm ngon và ấn tượng. 6. Tứ Xuyên.
Tứ Xuyên không chỉ là trung tâm kinh tế quan trọng của Trung Quốc, mà còn là vùng du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Được thiên nhiên ưu ái, nơi đây có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hoang sơ, hùng vĩ, non nước hữu tình. Nằm ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, thượng nguồn sông Trường Giang, nên núi non là loại địa hình chính, chiếm tỷ lệ đến 77% diện tích Tứ Xuyên. Tứ Xuyên có một lịch sử lâu đời, nên còn được mệnh danh là Thiên Phủ Chi với cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, hùng vĩ. Là vùng đất sinh sống của nhiều dân tộc như Khương, Di, Tạng, nên đặc trưng văn hóa ở đây cũng rất khác biệt, kéo theo sự đa dạng, phong phú của ẩm thực. Ngoài thủ phủ thành đô chúng ta đã khám phá ở trên, thì Tứ Xuyên còn rất nhiều địa điểm khác khiến du khách cảm thấy thích thú khi được trải nghiệm. Đây là thung lũng Cửu Trại Cầu. Cửu Trại Cầu là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nằm ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên. Cái tên có nguồn gốc từ việc đây là thung lũng của 9 ngôi làng Tây Tạng. Cảnh quan ở Cửu Trại Cầu thay đổi theo từng mùa, phủ tuyết trắng ngày đông, đổi màu nước ngày thu, phẳng lặng êm đềm suốt mùa xuân và mát mẻ đẹp rực rỡ vào mỗi mùa hè. Tổ chức UNESCO đã công nhận đây là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và được liệt kê trong sách Thiên nhiên Thế giới từ năm 1992. Lạc Sơn Đại Phật. Nằm cách thành đô 160 km về phía nam, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật hơn 1.300 năm tuổi được tạc vào núi Lăng Vân là tượng Phật làm bằng đá lớn nhất thế giới. Bức tượng đối diện núi Nga Mi ở phía đông thành phố Lạc Sơn. Đây là nơi giao nhau của ba con sông, sông Dân, Đại Độ và Thanh Y. Khách tham quan tượng Phật sẽ phải leo 250 bậc thang để lên tới khu vực gần đầu tượng. Tượng Phật Di Lặc cao 71m, phần đầu cao 15m, vai rộng 28m, lông mày dài 5,5m, mũi cao 6m, tai dài 7m, có khả năng giữ hai người bên trong. Trong tư thế đứng thẳng, tượng Phật sẽ ngang bằng với tượng nữ thần tự do của Mỹ. Sự hấp dẫn của tượng Phật không chỉ nằm ở kích thước mà còn thể hiện qua kiến trúc khéo léo. Toàn bộ bức tượng được làm từ đá, ngoại trừ phần tai làm từ gỗ phủ đất sét. Tóc của Phật là 1.021 vòng xoắn đá gắn vào đầu. Dù có nhiều phần nhỏ bị hư hại, nhưng đáng ngạc nhiên là bức tượng vẫn còn nguyên vẹn nhờ vào hệ thống thoát nước ngầm giúp các phần bên trong luôn khô ráo. Một số đoạn thoát nước ẩn trong tóc, cổ và nhiều rãnh phía sau tai, ngực. Hệ thống này giúp tượng Phật tránh khỏi sự xói mòn nghiêm trọng và phong hóa suốt hàng thiên niên kỷ. Khu vực núi Nga Mi bao gồm cả bức tượng Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996. Hiện nay, núi Nga Mi và bức tượng Phật luôn là một trong những địa điểm đến hấp dẫn nhất ở Trung Quốc. Một điều không thể không nhắc đến khi đến với Tứ Xuyên, đó chính là ẩm thực. Và một trong những món ăn nổi tiếng nhất tại đây là đậu phụ sốt Tứ Xuyên, đã từ lâu trở thành niềm tự hào của người dân Trung Hoa. Mặc dù món ăn này rất đơn giản từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến công đoạn chế biến món đậu phụ sốt này. Đơn giản mà lại rất thơm ngon, chứa đựng hương vị nền ẩm thực Trung Hoa và chứa đựng trong nó là cả một quá trình lịch sử hình thành và phát triển đầy thú vị. Món ăn này là sự kết hợp tinh túy giữa đậu phụ, thịt băm và các gia vị đặc trưng của vùng Tứ Xuyên như dầu ớt, hạt tiêu. Món ăn này sẽ làm ấm lòng du khách khi tham quan vùng Tứ Xuyên quanh năm lạnh giá. 5. Hồ Nam. Hồ Nam là một tỉnh thuộc miền Trung của Trung Quốc, từ lâu đã nổi tiếng là một địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất Trung Quốc, với vô số điểm tham quan tuyệt vời khiến bạn mãn nhãn. Đây là Trương Gia Giới, được coi là thiên đường du lịch tiêu biểu của Hồ Nam với vô số cảnh đẹp thần tiên. Từ núi non, sông nước hữu tình đến những thung lũng nên thơ, khu rừng nguyên sinh hoang dã với rừng đá sa thạch hùng vĩ. Trường Gia Giới còn được mệnh danh là Pandora trên trái đất. Cả khu vực nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, quanh năm có sương mù bao phủ như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Rừng đá sa thạch là cảnh đẹp nổi tiếng nhất ở Trường Gia Giới, với quần thể núi đá cao vút, đứng sừng sững như những cây cột trụ trời, tạo nên khung cảnh nguyên sơ vô cùng ấn tượng. Khu vực này rộng khoảng 4.810 hectare, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển.
Nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 1992, Cầu viên Địa chất Thế giới vào năm 2004. Đến với Trương Gia Giới, bạn sẽ không thể bỏ lỡ trải nghiệm đi bộ trên cầu kính Trương Gia Giới, từng được CNN xếp vào danh sách 12 cây cầu ngoạn mục nhất thế giới mà du khách nhất định phải trải nghiệm. Thử thách táo bạo này sẽ khiến bạn phải hoảng hốt, sợ hãi khi phải đi bộ trên cây cầu treo lát kính dài 430m, treo trên bộ khung ở độ cao khoảng 400m giữa thung lũng sâu. Đây là Phượng Hoàng Cổ Trấn, một phố cổ thuộc huyện Phượng Hoàng ở phía tây tỉnh Hồ Nam, được chính thức xây dựng từ những năm 1700 nhưng đã tồn tại trước đó từ thời Chiến Quốc. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của tộc người Miêu, Hán và Thổ Gia. Ngày nay, Phượng Hoàng Trấn khoác lên mình chiếc áo cổ kính, tách biệt với nhịp sống hối hả bên ngoài. Thông qua những dãy nhà cổ, đền thờ, thành quách và cả nhịp sống chậm rãi của người dân nơi đây, vẻ đẹp của Phượng Hoàng Cổ Trấn còn được tăng lên bội phần khi con sông Đà Giang vắt ngang chia đôi cổ trấn nằm gọn trong những ngọn núi. Nước sông xanh biếc áng mình bên cạnh những ngôi nhà gỗ mái ngói âm dương nhuốm màu thời gian, đủ khiến bức tranh Phượng Hoàng Cổ Trấn lãng mạn, đầy chất thơ và đôi chút hoài niệm. Bốn. Tây An. Tây An là một thành phố trực thuộc tỉnh Thiểm Tây. Đây là thành phố lịch sử có niên đại hơn 3.100 năm. Nơi đây chính là Trường An ngày xưa, một trong bốn kinh đô lớn của Trung Hoa. Đã có 13 vương triều từng đóng đô tại đây, nên Tây An có rất nhiều biến động lịch sử lớn lao. Vùng đất này là cái nôi của nền văn minh lưu vực sông Hoàng Hà, gắn liền với những nhân vật lịch sử nổi danh ở Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, v.v. Vì thế, cố đô Tây An ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu. Bức tường thành cổ Tây An chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi bạn đến với Tây An. Bức tường này là một trong những bức tường thành phố Trung Quốc lâu đời nhất và được bảo tồn tốt nhất, cũng là một trong những hệ thống phòng thủ quân sự cổ đại lớn nhất thế giới. Thành cổ Tây An được Chu Nguyên Chương, vị vua đầu tiên của nhà Minh xây dựng, đến nay đã có lịch sử hơn 600 năm. Tường thành cao 12m, chân tường dày 18m, trên bề mặt rộng 12-14m, chu vi 13,74 km với một hào sâu bao quanh. Ngày nay, tường thành chủ yếu mở cửa cho du khách tham quan bằng cách đi bộ hoặc đi xe đạp theo chu vi thành. Đến với Tây An, du khách có thể lựa chọn phương tiện xe đạp để ngắm cảnh tường thành cổ và cảnh quan toàn thành phố. Đây là đội quân đất Nung, là biểu tượng của lịch sử Trung Quốc thời cổ đại. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã thành lập triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc. Sau khi chết, ông được chôn cất ở chân phía bắc của đồi Ly San, ở phía đông của huyện Linh Tông. Cho đến nay, kích thước của hầm mộ đã bị giảm xuống một nửa sau 2.000 năm do xói mòn bởi đất và nước. Song quy mô của nó vẫn khá ấn tượng, cao 76m và phần không gian rộng tới 120.000m². Một điều đặc biệt ở công trình này chính là việc xây dựng mộ được bắt đầu ngay sau khi vua Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Khi đó, ông mới 13 tuổi. Ngôi mộ mất 39 năm và 700.000 công nhân đều hoàn thành. Vào tháng 3 năm 1974, trong quá trình đào giếng, những người nông dân đã phát hiện ra những mảnh đất Nung trên cánh đồng của họ. Dân làng gọi những chiến binh đất Nung là Wawaje, tức là người bất tử của thế giới ngầm. Quá trình khai quật và khảo cổ diễn ra từ năm 1976 đến năm 1978. Và đến ngày 1 tháng 10 năm 1979, bảo tàng chiến binh và ngựa đất Nung trong hầm mộ của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng bắt đầu triển lãm cho khách tham quan từ cả trong và ngoài nước. 3. Thượng Hải. Khởi đầu từ một làng chài hẻo lánh ven sông, hiện nay Thượng Hải là thành phố lớn nhất Trung Quốc với hơn 24 triệu dân.
và được xem là biểu tượng của sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải là nơi giao thoa đặc sắc của văn hóa phương Đông và phương Tây, giữa hiện đại và truyền thống. Nơi bạn vừa có thể xem biểu diễn Thái cực quyền, vừa ngắm nhìn những tòa nhà cao chọc trời, những trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất châu Á. Đến Thượng Hải, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi những trung tâm mua sắm đồ sộ, những cửa hàng đồ hiệu thời trang san sát, những cửa hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Thượng Hải được ví như viên ngọc sáng của phương Đông, thu hút rất đông du khách quốc tế ghé thăm mỗi năm. Bến Thượng Hải là điểm tham quan nổi tiếng đầu tiên khi du lịch Thượng Hải. Nơi đây được chọn làm phim trường cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Bến Thượng Hải và cũng chứa đựng những dấu ấn lịch sử thăng trầm của Thượng Hải. Nằm bên dòng sông Hoàng Phố, Bến Thượng Hải từng là nơi giao thương sầm uất, vì vậy mà có rất nhiều trung tâm tài chính thương mại được xây dựng từ năm 1930 theo kiến trúc châu Âu nổi bật và thu hút. Đây là phố đi bộ Nam Kinh, con phố đi bộ nổi tiếng ở Thượng Hải với những trung tâm thương mại, cửa hàng buôn bán quần áo, trang sức, mỹ phẩm cao cấp. Một địa điểm nổi tiếng nữa ở Thượng Hải phải kể đến tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, nằm bên sông Hoàng Phố. Đông Phương Minh Châu là một tháp truyền hình được xây dựng năm 1991, tháp cao 468m. Đây là tòa tháp cao thứ 5 trên thế giới. Trải nghiệm đặc sắc nhất đó là từ trong tháp, bạn có thể nhìn ngắm trọn vẹn Thượng Hải qua kính viễn vọng. Vừa thưởng thức trà, vừa ngắm nhìn Thượng Hải lung linh là điều được yêu thích nhất ở đây. Đây là tháp Thượng Hải với chiều cao 632m. Tháp Thượng Hải là tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc và là nơi cao thứ 2 trên toàn thế giới. Cũng là nơi hoàn hảo để ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ và cuộc sống sôi động của thành phố. Buổi tối trên sông Hoàng Phố. Sông Hoàng Phố được ví như trái tim Thượng Hải, một điểm đến không du khách nào muốn bỏ qua khi tới thành phố này. Ban đêm đến sông Hoàng Phố, ngồi thuyền xuôi dòng ngắm Thượng Hải hoa lệ sẽ là trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành, có tên tiếng Anh là Great Wall of China, được xem như công trình vĩ đại nhất Trung Quốc mà bất cứ du khách nào cũng muốn đến tham quan một lần. Vạn Lý Trường Thành là một trong những kỳ quan nhân tạo lâu đời nhất và hùng vĩ nhất còn tồn tại đến ngày nay, là biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc cổ đại. Đây là tập hợp nhiều thành lũy bằng đất đá được xây dựng ước tính có niên đại hơn 2.500 năm, kéo dài tới 21.196 km từ phía đông sang phía tây. Vạn Lý Trường Thành có chức năng như một tuyến phòng thủ quân sự bảo vệ Trung Hoa khỏi những cuộc xâm lược của các bộ tộc du mục phương Bắc như Mông Cổ, Mãn Châu. Theo các nghiên cứu khảo cổ, Vạn Lý Trường Thành dài khoảng 8.850 km, nhưng theo số liệu năm 2012, chiều dài của Vạn Lý Trường Thành lên đến 21.196 km. Vạn Lý Trường Thành như một bản trường ca, gắn liền với ý chí bền bỉ, lịch sử bi tráng hào hùng của dân tộc Trung Hoa. Ước tính có đến hàng trăm ngàn người, thậm chí có thể lên tới 1 triệu người đã chết khi xây Trường Thành ở thời nhà Tần. Ước tính 300.000 binh lính, với vô số tội nhân, quan lại phạm lỗi, nho sĩ không tuân lệnh đốt sách phải làm khổ sai tại đây. Không biết bao nhiêu lời than thở, bao nhiêu nước mắt của thân nhân những người đó, không văn nhân thi sĩ nào ghi chép lại hết được. Trong dân gian còn truyền lại nỗi khổ của nàng Mạnh Khương Nữ. Truyền thuyết kể về nàng Mạnh Khương Nữ có chồng là một thư sinh, sau khi thành thân được 3 ngày, bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Khi đông tới, nàng đan áo cho chồng và đi khắp Trường Thành hỏi thăm và nhận được tin dữ chồng mình đã chết vùi thây dưới Trường Thành. Không biết kiếm xác chồng ở đâu, nàng tuyệt vọng, nàng khóc 3 ngày 3 đêm. Nước mắt Mạnh Khương Nữ vang xa 8 dặm Trường Thành, làm đổ sập một khúc Trường Thành, lộ ra xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng mình rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Câu chuyện này đã trở thành một trong 4 truyền thuyết dân gian tiêu biểu của Trung Quốc, cùng với Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Bạch Xà Truyện và Ngưu Lang Chức Nữ.
1. Bắc Kinh. Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, nằm ở phía bắc của Trung Quốc. Đây là trung tâm văn hóa, chính trị và là thành phố đông dân thứ hai của Trung Quốc, chỉ xếp sau Thượng Hải. Bắc Kinh cũng là thành phố có lịch sử văn hóa lâu đời, trên 3.000 năm, thu hút du khách với rất nhiều cung đền vua chúa nguy nga. Cùng với đó là những tòa nhà cao ốc hiện đại bao la, những khu phố mua sắm sầm uất, ẩm thực độc đáo, nổi tiếng khắp thế giới. Bắc Kinh có rất nhiều địa điểm nổi tiếng, nhưng nổi bật nhất là Tử Cấm Thành. Nằm giữa thành phố Bắc Kinh, nơi đây có không gian rộng lớn và cảnh sắc lịch sử tuyệt vời. Cung điện này là nơi ở của các vua chúa thời nhà Minh, nhà Thanh và vẫn còn được bảo toàn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Nổi bật với lối kiến trúc độc đáo và quy mô vô cùng đồ sộ. Được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420, gồm 980 tòa nhà, được cho là có 9.999 phòng và trên diện tích 72 hectare. Cung điện minh chứng cho sự xa hoa của nơi mà các hoàng đế Trung Hoa từng sinh sống, đồng thời thể hiện rõ nét kiến trúc cung đình truyền thống Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa, kiến trúc ở Đông Á cũng như nhiều nơi khác. Không những được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987, Tử Cấm Thành còn được tổ chức này xếp vào danh sách các công trình kiến trúc cổ bằng gỗ được bảo tồn lớn nhất thế giới. Nổi bật là những mái ngói lưu ly màu vàng, biểu tượng cho quyền lực của triều đình Trung Quốc. Quảng trường Thiên An Môn. Thiên An Môn được biết đến là quảng trường rộng lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Với diện tích lớn khoảng 44 hectare, bạn chắc chắn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi tham quan nơi đây. Thiên An Môn là nơi hoàng đế ban hành các sắc lệnh trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh, được biết đến với cái tên sắc lệnh Phượng Hoàng Vàng. Quảng trường Thiên An Môn được mở cửa khi có các lễ kỷ niệm lớn như Tân Hoàng lên ngôi, hôn sự hoàng thất lớn và cha mẹ hoàng đế vào cung. Di Hòa Viên. Di Hòa Viên là hiện vật duy nhất tại Trung Quốc còn lưu giữ được đầy đủ tam cung ngũ viễn của các triều đại phong kiến. Đây là nơi nghỉ ngơi thưởng cảnh của Tử Hy Thái Hậu, là người phụ nữ nắm quyền triều đại nhà Thanh. Nơi đây còn có cái tên khác là cung điện mùa hè, là địa điểm vui chơi nghỉ dưỡng của vua chúa và hoàng thân quốc thích. Vì mục đích đó nên Di Hòa Viên là một kiệt tác kiến trúc cùng nét phong thủy hữu tình. Có thể nói, đây là viên ngọc trường tồn cùng thời gian. Sân vận động Olympic. Sân vận động Olympic Bắc Kinh được người ta biết đến với cái tên sân vận động tổ chim do thiết kế độc đáo của nó. Đây là một công trình lớn của Trung Quốc được khởi công xây dựng vào năm 2001 nhằm phục vụ cho Olympic. Với tổng diện tích sàn hơn 250.000 m² và có sức chứa tới 91.000 người. Đến Bắc Kinh, du khách cũng đừng nên bỏ qua cơ hội tham quan địa điểm này để chiêm ngưỡng một trong những công trình phục vụ cho Olympic Bắc Kinh lớn nhất thế giới. Ngoài những cảnh đẹp tuyệt tác, những kiến trúc nổi tiếng, Bắc Kinh còn được biết đến là kinh đô ẩm thực Trung Hoa. Nổi tiếng nhất phải nhắc đến vịt quay Bắc Kinh. Với làn da giòn rụm, lớp da màu nâu bóng bẩy cùng mùi vị hấp dẫn, vịt quay Bắc Kinh được các đầu bếp đầu tư công phu từ giai đoạn làm thịt, ướp gia vị cho đến đưa vào lò nướng. Tất cả các bước chế biến đều được tính toán chi tiết, tỉ mỉ. Món ăn được phục vụ dậy lên cả mùi, vị, hương vị. Thịt vịt mềm, lớp da giòn rụm mà không hề ngấy. Chắc chắn đây sẽ là món ăn hàng đầu để bạn nhớ mãi về Bắc Kinh. Vâng thưa quý vị, Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với chiều dài lịch sử và văn hóa trên 5.000 năm. Vì thế có quá nhiều địa danh để khám phá mà trong phạm vi video này, về địa lý không thể kể hết được. 10 địa danh mà chúng ta vừa khám phá vừa qua chỉ nói lên phần nào về đất nước và con người Trung Quốc. Hy vọng những trải nghiệm vừa qua đem đến cho các bạn hiểu biết thêm về Trung Quốc. Nếu thấy video thú vị, hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ, bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ Ghiền Địa Lý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.